đó là vào đầu năm 1979. Việt Nam, một nước vừa thoát khỏi cuộc chiến tàn khốc với siêu cường số 1 thế giới là Mỹ. Một chiến thắng vang dội khắp năm châu địa cầu. Lúc này điều cần nhất ở một quốc gia là các mối quan hệ bạn bè. Nhưng những kẻ ghen ghét Việt Nam thì không cho chúng ta được bình yên. Ở phía Nam, đội quân Bôn Bốt đang xâm nhập biên giới, giết chóc dân ta, bắt buộc chúng ta phải mang quân một lần nữa tiêu diệt chúng. Lúc này, cứ ngỡ như người anh hai trong khối Cộng sản Trung Quốc sẽ đứng lên ủng hộ Việt Nam. Nhưng không, người anh hai này, nhân cơ hội Việt Nam đang phải tập trung lực lượng phía Nam, không hiểu lý do gì, lại mang quân sang đánh Việt Nam. Liệu có phải chăng họ đang bán trên lưng Việt Nam với Mỹ để thu lợi ích cho riêng mình? Hay là họ sợ nước Việt Nam hùng mạnh vì là đồng minh thân cận với Liên Xô? Và hay họ có suy nghĩ rằng Việt Nam mang quân sang Campuchia để thâu tóm Đông Dương? Và rồi, đúng ngày 17 tháng 2 năm 1979, chúng mang hơn 600.000 quân tràn sang biên giới Việt Nam với chiến dịch Biển Người và hùng hồn tuyên bố sẽ đánh xuống Hà Nội trong vòng 2 giờ. Tuy nhiên, chưa kịp đánh xuống Hà Nội, chúng đã vội vàng rút quân ngay. Vì sao lại như vậy? Và nếu trong trường hợp tiếp tục đánh, thì họ liệu có thể tiến xuống Hà Nội được hay không? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc nổ phát súng tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, phát động lên cái họ gọi là phản kích tự vệ. Trong điều kiện này, Việt Nam đã rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch khi cả hai đầu đất nước đều có chiến sự. Không những vậy, lúc này thì ba quân đoàn chủ lực của Việt Nam đều tham chiến tại Campuchia. Chỉ có duy nhất một quân đoàn 1 và các đơn vị của quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3, dân quân địa phương và đặc công tham gia đánh trả Trung Quốc. Theo tài liệu của phía Trung Quốc thì kế hoạch của họ là Lạng Sơn là mục tiêu chiến lược và cần phải chiếm trong vòng 48 giờ đầu tiên sau khi phát động chiến tranh. Thị xã này chỉ cách biên giới Trung Quốc khoảng 15 km. Kế hoạch thì là như vậy, nhưng sự thật thì đã cho Trung Quốc một cái vả nổ đom đóm mắt. Quân dân Việt Nam tại vùng biên giới đã chống trả tất cả những gì mình có, khiến quân Trung Quốc vô cùng chật vật. Mỗi ngày, họ chỉ tiến được 0,9 km, kèm theo đó là thương vong khủng khiếp và số vũ khí tiêu hao khổng lồ. Chiều ngày 4 tháng 3, một cánh quân Trung Quốc mới vượt qua được sông Kỳ Cùng, chiếm cao điểm 309 và tiến vào được thị xã Lạng Sơn. Nhưng cũng ngay ngày hôm sau, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh và bắt đầu rút quân. Việt Nam đã không để Trung Quốc cứ thế mà về. Chúng ta tiến hành phục kích và truy kích gây cho Trung Quốc nhiều thương vong lớn. Vậy nhưng Hứa Thế Hữu, nguyên là tư lệnh quân khu Quảng Châu Trung Quốc, nhiệm kỳ từ năm 1973 đến năm 1980, vẫn nói rằng là Bình Nguyên rồi, xe tăng, đại pháo, đúng lúc phát huy tác dụng rồi. Không đến 2 giờ tôi có thể đến Hà Nội. Ngay khi nghe câu của Hứa Thế Hữu, có lẽ là chẳng cần phải là chuyên gia quân sự cũng có thể thấy rằng đây chỉ là một lời khoác lác. Tại sao lại như vậy? Ông ta nói chỉ cần có 2 tiếng là đến Hà Nội. Thực tế thì có tiền cũng chẳng làm được, vì ngay tại thời điểm đó, với km đường hiện tại từ Hà Nội tới Lạng Sơn cũng phải mất ít nhất là hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà điều kiện năm 1979, đường xá rất kém, chưa kể dù đã là Bình Nguyên, nhưng bộ đội Việt Nam cũng không phải là thỏ đế để quân Trung Quốc có thể dễ dàng xây tái. Với điều kiện năm 1979 mà nói, dù cho Hứa Thế Hữu một mình một xe không có sự cản phá của quân đội Việt Nam thì cũng mất ít nhất là nửa ngày mới về được tới Hà Nội. Thế nhưng do bộ máy kiểm soát truyền thông mà người Trung Quốc vẫn cho rằng việc họ rút quân là một may mắn của Hà Nội. Thậm chí tờ báo Sohu của Trung Quốc ngày 26 tháng 3 năm 2018 còn đưa ra một bài viết mang tiêu đề Giải mật chiến tranh Trung Việt, giải phóng quân rút quân trước thời hạn, làm mất đi cơ hội quý báu này. Họ còn vẽ lên những kịch bản, những màu hồng của tận hàng chục năm sau. Và một đoạn trong bài viết nói như thế này: quân đội Trung Quốc đã tiến sát tới chân Hà Nội, nếu chiếm được Việt Nam, như vậy quá nửa nước Việt Nam sẽ rơi trong tay quân đội Trung Quốc. Lúc này, nếu quân đội Trung Quốc dựng lên một chính quyền thân Trung Quốc ở Bắc Bộ, thì quốc gia này sẽ thành liên bang tối hảo của Trung Quốc, không những có thể nhất cử giải quyết được vấn đề tranh chấp lãnh thổ Trung Việt mà còn có thể xóa bỏ luôn được nhiều vấn đề cản trở sau này.
Tuy là các bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của một tay nhà báo, thế nhưng nó cũng đã chứng tỏ một điều rằng chưa bao giờ trong hàng ngàn năm qua Trung Quốc chưa thôi tham vọng kiểm soát Việt Nam. Cùng với đó, dựa vào câu nói của Hứa Thế Hữu, họ nói rằng việc Trung Quốc rút quân vào ngày 5 tháng 3 năm 1979 là sự tiếc nuối. Vậy nhưng chúng ta đặt ra một giả thuyết, đó là vào năm 1979 Trung Quốc không rút lui khi chiếm được Lạng Sơn thì liệu Hà Nội có thất thủ hay không? Dù Trung Quốc luôn có ý định là chiếm Việt Nam hay kiểm soát Việt Nam, nhưng không phải kẻ nào cũng ngông cuồng khoác lác như Hứa Thế Hữu. Thực tế rằng các lãnh đạo và tướng lĩnh cấp trung ương cao nhất của Trung Quốc đã thừa nhìn ra cục diện chiến trường khi đó. Thế nhưng vì danh dự của một nước lớn nên không dám đề cập nhiều. Điển hình trong số này không ai khác chính là Đặng Tiểu Bình. Đặng thừa hiểu rằng với trình độ tác chiến của quân Trung Quốc, tiến được vào Lạng Sơn đã là một nhiệm vụ quá khó khăn. Nhưng ông ta bắt buộc phải làm để có cái cớ cải tổ quân đội, từ đó để khôi phục nó từ đống cho tàn của cuộc cách mạng văn hóa. Những lý do mà Trung Quốc dù chiếm được việc Lạng Sơn cũng không thể nào tiến xuống sâu được có nhiều phần đến từ việc tương quan lực lượng của hai bên và năng lực tác chiến của quân đội Trung Quốc. Thứ nhất, đó là hậu quả của cách mạng văn hóa. Cuộc cách mạng này đã làm đảo lộn toàn bộ xã hội Trung Quốc khi đó. Hàng triệu thanh niên thất học, quân đội thì hạ thấp tiêu chuẩn, dẫn đến chất lượng binh sĩ đi xuống, tinh thần yếu kém, năng lực chỉ huy thấp. Trong cách mạng văn hóa của Trung Quốc thời kỳ đó, quân đội là nơi cực kỳ hỗn loạn, đặc biệt là lục quân. Binh lính chủ yếu được học hết lòng ca ngợi và sùng bái Mao Trạch Đông thay vì đi huấn luyện tác chiến hiện đại. Chắc chắn rằng nhiều quý vị chúng ta chưa biết, cả một đại đội Sơn Cước được xem là tinh nhuệ của Trung Quốc đã bị đội quân tự vệ của Thái Nguyên bắt sống trong trận pháo đài Đồng Đăng và đài Khao Chỉa. Theo lời kể của những cựu binh Việt Nam ngày đó rằng, quân Trung Quốc không khác nào đám giặc cỏ, đi đến đâu là tiến hành cướp bóc tới đó. Thứ hai là vũ khí trang bị lạc hậu, năng lực tác chiến tổng hợp không mạnh, chất liệu xe tăng của Trung Quốc rất thấp, thế nên rất dễ bị quân đội Việt Nam tiêu diệt. Pháo binh thì bắn nhiều nhưng không hiệu quả. Bộ đội pháo binh của Trung Quốc chỉ trong một ngày đầu tiên, chúng đã bắn nhiều hơn số lượng đạn pháo bắn trong 20 năm trước đó. Tướng Trương Chấn, chủ nhiệm Tổng bộ Hậu cần của Trung Quốc cho rằng vấn đề tồi tệ nhất gặp phải trong giai đoạn Trung Quốc chuẩn bị chiến đấu là sự thiếu đạn dược và chất lượng rất kém. Kiểm tra ban đầu cho thấy không ít đạn pháo bị xịt và 1/3 số liệu đạn bị lép. Trong cuộc chiến này, trung bình mỗi ngày Trung Quốc tiêu thụ đạn dược và nhiên liệu là 700 tấn cho mỗi loại. Tính tổng cộng cả cuộc chiến, Trung Quốc đã sử dụng tới hơn 1 triệu đạn pháo, 23,8 ngàn tấn đạn, 55 triệu viên đạn cá nhân và nhiều loại trang bị cá nhân. Do thiếu xe vận tải và đường xá kém, Trung Quốc đã phải huy động hàng chục vạn dân công nhưng vẫn không vận chuyển kịp hàng hóa. Hệ thống cung cấp luôn trong tình trạng quá tải, làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của binh lính và vũ khí trên chiến trường. Không những vậy thì lực lượng xe tăng của Trung Quốc huy động khi đó về mặt số lượng lên đến 550 xe tăng sang tác chiến tại Việt Nam. Họ thừa hiểu địa hình đồi núi ở đây không phù hợp nhưng vẫn cứ hy vọng với tính chất bất ngờ và số lượng áp đảo có thể bù lấp điểm yếu này. Thế nhưng, cuộc chiến sau đó đã cho thấy tính toán này là sai. Chỉ trong vòng có 4 ngày đầu tiên của cuộc chiến, toàn bộ số xe tăng của Trung Quốc đã bị vô hiệu hóa. Theo tổng kết của quân khu quân Minh Trung Quốc, trong vòng 4 ngày, ít nhất là 490 xe tăng của Trung Quốc đã bị bắn cháy. Trong đó, có nhiều chiếc bị cháy nhiều lần. Xe tăng mà Trung Quốc sử dụng là loại Tiếp 59. Họ cũng viện trợ cho Việt Nam loại xe tăng này, nên điểm mạnh, điểm yếu của nó, quân đội Việt Nam đều nắm rõ. Thứ ba là, cuộc chiến tranh Việt Nam vừa mới kết thúc, quân đội Việt Nam có kinh nghiệm tác chiến phong phú, vũ khí thì cũng nhiều. Nhiều vũ khí Việt Nam sử dụng là của Mỹ do Việt Nam mới thu được, cùng với số lượng lớn vũ khí của Liên Xô và Trung Quốc viện trợ trong thời kỳ chống Mỹ. Thời gian đó, quân đội Việt Nam được sinh ra, phát triển và trưởng thành, gắn liền với chiến tranh. Cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trong 30 năm đã rèn luyện bản lĩnh cho từng người lính, người dân của Việt Nam. Hơn nữa, khi chống trả lại Trung Quốc, dù nói rằng là dân địa phương nhưng đa phần đều là bộ đội đã giải ngũ. Từ kinh nghiệm đến bản lĩnh, kỹ năng đều hơn hẳn so với Trung Quốc. Binh sĩ Việt Nam phổ biến trang bị súng trường tấn công AK-47, mà binh sĩ Trung Quốc thì vẫn sử dụng súng trường bắn tự động K-56, một phiên bản của SKS. Pháo binh của Việt Nam có chất lượng tốt và bắn chính xác hơn Trung Quốc. Trong những ngày đầu tiên khi mới tiến vào Việt Nam, phía Trung Quốc được lực lượng pháo binh từ phía bên trong lãnh thổ bắn yểm trợ, áp chế hỏa lực. Nhưng càng vào sâu thì lực lượng hỏa binh của pháo binh càng bị tán mỏng, xe tăng thì bị vô hiệu hóa, nên đó chỉ có thể là dùng con số áp đảo
chấp nhận chịu thương vong lớn để ùa lên chiếm thế trận. Điển hình là trong trận đèo Kheo Chỉa, chỉ trong vòng 6 ngày, hơn 6.000 lính Trung Quốc đã thiệt mạng và hàng ngàn lính khác bị thương. Và nơi này chỉ có 2 tiểu đoàn Việt Nam đóng giữ. Không những vậy, lúc này Việt Nam được Liên Xô viện trợ tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21. Theo kế hoạch của Việt Nam, thì BM-21 sẽ tham chiến vào ngày 5 tháng 3. Nhưng khi này, Trung Quốc đã tuyên bố rút quân nên cuối cùng không thể triển khai tham chiến. Hệ thống thông tin chỉ huy của Trung Quốc cũng cực kỳ lạc hậu, vẫn là trình độ ở thời kỳ những năm 60. Tư lệnh mặt trận phía Đông Hứa Thế Hữu hạ lệnh tiêu diệt, thì khi truyền lệnh đến cấp dưới lại biến thành tổ chức phòng ngự tại chỗ. Điều này giúp cho Trung đoàn 852 của Việt Nam thông qua đường cái phía Nam Khâu Đồn, vượt vòng vây, đánh tan ý đồ chiến thuật đột phá vu hồi sau lưng phía Tây của Việt Nam ở Cao Bằng và trở thành một câu chuyện tiếu lâm cho các thế hệ sau của quân đội Trung Quốc. Về phía không quân, các máy bay MiG-21 Liên Xô viện trợ là trang bị chính thức của Việt Nam, còn Trung Quốc vẫn sử dụng J-6, tức là một phiên bản của MiG-19. Chưa kể khi đó, Việt Nam còn có các chiến lợi phẩm F-5, A-37 đều sẵn sàng chiến đấu. Còn chất lượng phi công ngày đó thì chắc chắn rằng Trung Quốc không có cửa so với phi công Việt Nam của chúng ta. Mặc dù cũng đã huy động ra các sân bay tuyến 1 tới 1.700 chiếc đấu cơ các loại, nhưng máy bay chiến đấu của Trung Quốc không dám bay sang đánh phá Việt Nam mà chỉ bay trợ chiến bên không phận của họ. Tuy họ có số lượng máy bay rất lớn, nhưng phi công không có kinh nghiệm tác chiến. Còn các thế hệ phi công cũ trong chiến tranh Triều Tiên vào thập niên năm 1950 đều đã nghỉ hưu. Còn về phía Việt Nam, dù không có số lượng máy bay tương đương, nhưng lại được trang bị tốt hơn và có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Bên cạnh các trung đoàn không quân chủ lực của ta, còn được trang bị thêm máy bay chiến đấu của Mỹ thu giữ được năm 1975, giúp tăng cường đáng kể sức mạnh không quân và khả năng làm chủ bầu trời trong trường hợp xảy ra không chiến. Tuy nhiên, sức mạnh của phòng không không quân Việt Nam không chỉ có trung đoàn không quân tinh nhuệ mà còn có các lực lượng phòng không được đánh giá là mạnh nhất châu Á thời điểm đó. Với chiến tích đánh bại các loại máy bay hiện đại của không quân Mỹ mang tới bầu trời miền Bắc trong những giai đoạn 1972, ngoài hai yếu tố hạn chế về khí tài và khả năng chiến đấu, sở dĩ Bắc Kinh không dám sử dụng lực lượng không quân tại biên giới phía Bắc, một phần cũng vì lo sợ vấp phải phản ứng của quốc tế khi tiếp tục leo thang cuộc chiến. Theo đó, trong suốt chiến tranh biên giới năm 1979, khác với phương châm ngư đao sát kê được lực lượng Trung Quốc sử dụng dưới mặt đất, không quân Trung Quốc lại theo phương châm dương cung đợi bắn, nghĩa là chuẩn bị kỹ càng, phô trương lực lượng nhưng chỉ dương cung chưa bắn vội. Thực tế, nhiều tài liệu của Trung Quốc được giải mật sau này cho biết, không quân Trung Quốc được lệnh xuất kích và khiêu khích với ta, nhưng không được phép bay vào không phận Việt Nam, nghĩa là chúng chỉ lượn lờ bên không phận của Trung Quốc, tuyệt nhiên không bén mảng sang vùng trời của ta. Trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, phía Trung Quốc ghi nhận 100 lượt xuất kích của tiêm kích nước này làm nhiệm vụ tuần tra, cảnh giới trong không phận nước này, nhưng tuyệt nhiên không bay sang vùng trời Việt Nam. Có lẽ phía Trung Quốc chỉ dự bị sẵn lực lượng không quân này để đối phó với trong trường hợp không quân của ta nghênh chiến. Ngoài lý do muốn hạn chế quy mô và tính chất chiến tranh, ngay từ đầu Trung Quốc cũng xác định không thể đánh nổi xuống Hà Nội, là do thời điểm đó lực lượng tham chiến ban đầu chủ yếu là bộ đội địa phương và dân quân du kích mà họ cũng không thể thắng nổi. Trong khi đó, lực lượng chủ lực rất mạnh và quân đoàn 1 Việt Nam đang triển khai ở khu vực phía Bắc và đã dàn trận bảo vệ thủ đô. Nếu tiến qua được tuyến phòng thủ biên giới, Trung Quốc cũng hao tổn binh lực quá lớn do gặp chủ lực của quân đoàn 1. Còn các sư đoàn tăng từ miền Trung, miền Nam và mặt trận Tây Nam chắc chắn sẽ được điều động về tham chiến. Đến khi Trung Quốc đã mệt mỏi, họ sẽ chịu nhận thất bại thảm hại. Hơn nữa, khi tiến xuống đồng bằng để đối phó với lực lượng chính quy lớn, được viện trợ những vũ khí hiện đại của Liên Xô, thì Trung Quốc xác định không thể giành chiến thắng chỉ bằng lực lượng lục quân mà phải sử dụng các lực lượng tấn công mạnh như không quân. Và khi đó, xung đột quân sự sẽ biến thành cuộc chiến tranh xâm lược quy mô. Trung Quốc không còn thể rêu rao là chiến tranh phản kích tự vệ khu vực biên giới, mà rõ ràng là điều này sẽ gây ra nhiều bất lợi về ngoại giao cho Trung Quốc. Hơn nữa, còn khiến họ có thể lâm vào tình trạng lưỡng đầu thọ địch. Khi đánh Lạng Sơn, Lào Cai và các thị thành khác ở biên giới, họ đã phải trả giá rất lớn. Theo số liệu từ quân khu quân minh Trung Quốc, chỉ trong vòng 2 ngày đầu tiên đã có 4.000 lính bị chết. Số lượng thương vong nhiều vô kể. Dù không nói rõ số lượng, nhưng việc quân khu này báo rằng hệ thống quân y của họ bị quá tải dẫn đến thương vong vô số, thì ta có thể thấy rằng con số là cực kỳ lớn. Việc tiến sâu ở bên trong sẽ là vô cùng mạo hiểm. Thứ tư là
các vấn đề bộc lộ quân đội Trung Quốc mà nói, phương pháp tác chiến vẫn không khác nhiều cách thức của thập niên 50, thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Quân Trung Quốc thì vẫn phụ thuộc quá nhiều vào chiến thuật biển người như 30 năm về trước, nên đã phải trả một cái giá rất lớn ở Việt Nam. Thậm chí là ngay cả chiến thuật sử dụng bộ binh cũng kém hơn cả Việt Nam. Binh sĩ Trung Quốc trong trận chiến này chỉ biết chỉ huy của mình. Nếu chỉ huy mà hy sinh thì binh lính Trung Quốc không phục những người mới tới chỉ huy, cho nên đơn vị dễ dàng dẫn tới tình trạng hỗn loạn. Ngoài những lý do về mặt quân sự thì bối cảnh chính trị khi đó khiến Đặng Tiểu Bình phải cân nhắc khi muốn phiêu lưu quân sự tại Việt Nam. Đầu tiên đó là Liên Xô. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, Trung Quốc đã ra lệnh cho cuộc chiến này sẽ chỉ được diễn ra trong vòng 15 ngày. Lý do vì họ đề phòng Liên Xô sẽ can thiệp cứu đồng minh Việt Nam. Chính vì vậy, ngày 5 tháng 3 năm 1979, đúng hơn là nửa tháng sau ngày phát động chiến tranh, Trung Quốc đã tuyên bố rút quân. Lúc này, Liên Xô đã gửi viện trợ quân sự và các cố vấn sang Việt Nam. Cùng với đó, Liên Xô tổ chức rầm rộ bắn đạn thật tập trận tại biên giới Xô Trung. Trên phương diện quan hệ quốc tế, cuộc chiến tranh Việt Trung cho thấy Trung Quốc với sự ủng hộ từ phía Hoa Kỳ sẵn sàng can thiệp quân sự vào Việt Nam, một quốc gia cộng sản từng là đồng minh trong nhiều năm. Và kết quả chiến tranh này cũng thấy rằng Việt Nam đủ sức, đủ công nghệ để đánh trả mà không phải điều động quân chủ lực từ biên giới Tây Nam và miền Nam Việt Nam. Những sự kiện từ cuộc chiến này cho thấy mối quan hệ ngoại giao phức tạp giữa Liên Xô Trung Quốc với Việt Nam. Với kết quả là Trung Quốc không thể tung toàn bộ lực lượng vào cuộc chiến này nhằm dạy cho Việt Nam một bài học như họ vẫn từng rêu rao, vì vẫn phải chịu sức ép từ phía Liên Xô. Đồng thời Liên Xô cũng không sẵn sàng tung quân đội vào bảo vệ đồng minh mà chỉ tập trung viện trợ kinh tế và quân sự. Kết quả cuộc chiến này cũng cho thấy Trung Quốc bất lực cho việc hỗ trợ đồng minh Khmer Đỏ trong cuộc chiến tranh với Việt Nam và thất bại trong việc điều chỉnh quan hệ ngoại giao để tăng cường ảnh hưởng khu vực Đông Nam Á. Thứ hai, đó là Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc mở cửa và cải cách kinh tế toàn diện. Theo kế hoạch của Đặng Tiểu Bình, nếu kéo dài chiến tranh và đi xa hơn, đây sẽ trở thành một cuộc chiến tranh xâm lược và làm mất đi hình ảnh của họ trên trường quốc tế. Vào thời điểm diễn ra cuộc chiến, đa phần các quốc gia trên thế giới đều ủng hộ Việt Nam và muốn Trung Quốc rút quân khỏi Việt Nam. Xét về tình hình khi đó, sau hai sự kiện đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa, Trung Quốc đang thụt lùi hàng thập kỷ về công nghệ, về trình độ phát triển so với Liên Xô, Hoa Kỳ và đương nhiên là cả phương Tây. Chính vì vậy, Đặng Tiểu Bình cần phải thay đổi điều này. Ngoài Mỹ ra, ông ta cần thêm nhiều các đối tác và nguồn vốn càng tốt. Cho nên tuyên bố rút quân là một điều sáng suốt. Vì vậy, Trung Quốc đã không tiến xuống Hà Nội sau khi chiếm đóng Lạng Sơn. Xét về thực tế, đó là một bước đi đầy rủi ro, mạo hiểm và không cần thiết. Hơn nữa, người Trung Quốc chắc là vẫn chưa quên những bài học lịch sử từ tiền nhân của họ. Trong lịch sử, đã hai lần giặc phương Bắc tràn qua được Lạng Sơn nhưng rồi vẫn thất bại. Một lần khi quân Tống bị chặn ở phòng tuyến sông Như Nguyệt của nhà Lý rồi phải cầu hòa trong thế thua. Lần thứ hai là Liễu Thăng của nhà Minh bị mất đầu khi bị phục kích tại ải Chi Lăng. Hơn nữa, dù có tiến xuống Hà Nội thì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ dùng bằng mọi cách để chống trả. Nên nhớ là khi này quân đoàn 1 chủ lực của Việt Nam vẫn chưa xuất quân. Vào ngày 5 tháng 3 năm 1979, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng công bố lệnh tổng động viên toàn quốc để giáng đòn tiêu diệt quân xâm lược, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây cũng là ngày rút quân theo công bố ban đầu của Trung Quốc và cũng là thời điểm quân chủ lực của Việt Nam đã lên biên giới. Thực ra, không cần tổng động viên, chỉ cần lực lượng chủ lực quân đoàn 1 và quân đoàn 2 cũng đủ sức quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. Tuy nhiên, chúng ta muốn Trung Quốc biết rằng người Việt Nam tuy không muốn chiến tranh, nhưng nếu kẻ địch vẫn tiếp tục nổ súng xâm lược thì họ phải trả giá đắt. Cũng chính bởi lẽ đó, mặc dù các sư đoàn chủ lực của ta đã hợp với các cụm quân lớn của Trung Quốc, nhưng với tinh thần đại nhân, đại nghĩa, chúng ta đã cho phép quân xâm lược được về nước theo một hành lang an toàn, đúng như cái cách quân xâm lược phương Bắc ngàn năm nay đã từng thảm bại trở về từ Việt Nam. Cùng với việc chủ lực của quân đoàn 1 và quân đoàn 2 đã lên biên giới, lệnh tổng động viên là cú đòn quyết định khiến Trung Quốc phải vội vã tuyên bố rút lui. Sau 18 ngày, tiếng súng của Trung Quốc vang lên biên giới phía Bắc Việt Nam. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.